Thiện này, lãi thì cũng đến ngày đóng rồi, mà tao nói thật với mày nhá, tao mở cho mày quá nhiều cửa, đúng không? Thế mà mày lại cứ trốn trôi trốn lủi, mày định trốn ra đến bao giờ? Hà Thiện, mở cái mồm ra. Em không trốn đâu ạ. Mày không trốn mày phải để tao đi tìm à? Hả? Thế bây giờ tao nói luôn mày nhá, đây cũng là lần cuối cùng tao mở cho mày thêm một cửa nữa. Tao cho mày đúng 10 phút gọi cho hết anh em bạn bè người thân gì của mày ấy, gọi luôn, mang tiền về đây đóng cho tao, rõ chưa? Báo cáo anh, em gọi hết rồi nhưng mà không có đứa nào nó cho em vay cả. Với cả bây giờ kể cả anh gọi em về gia đình em thì bố mẹ em già rồi, lấy đâu cho tiền mà trả anh ạ? Thế à? Thế bây giờ nhá, nếu mà các phương án như không được ấy thì bắt buộc ấy cả nhà mày phải khổ thôi. Tao phải đưa mày về cho bố mẹ mày bán đất trả nợ cho mày chứ còn gì nữa. Đi. Bác Ngọc à? Sao bác sang chơi mà không gọi trước em? Mình ơi, Tiện nó cũng là em của anh. Chuyện nó chơi bời nợ nần anh biết. Anh sẽ đảm bảo cho em anh gửi cho em cái gốc lãi cho em nó xin. Vâng. Thì thôi, bác Ngọc đã có lời thì em đồng ý ạ. Rồi, cho mày về đấy. Anh Ngọc đứng ra bảo đảm cho mày thì uy tín quá rồi còn gì nữa. Anh ơi, sao anh lại giúp em vậy ạ? Thế thôi. Anh em đợi tí, ông anh cơ qua rồi. Đây, giới thiệu anh em. Em chào anh em. Đây là ông anh Ngọc, ông anh thân của tôi. Đấy, anh cứ đợi tí bọn em gọi đồ ra xong anh em mình nhậu tiếp anh. Hôm nay sinh nhật, anh đến chúc mừng em. Nhưng nhà anh có việc, anh phải về thôi. Ơ kìa, về là về nào anh? Anh em mình còn đi chơi tiếp cơ mà. Ban nãy anh đã không đi hát karaoke rồi. Thì anh em mình còn ba tăng nữa, em còn dẫn anh em lên ba ngoài quẩy cơ mà. Anh cứ ngồi đây với bọn em anh ạ. Chơi gì thì chơi, các em cũng phải nhớ giờ giấc mà về nhá. Anh đi đây. Ơ kìa. Này, tôi chả hiểu anh bạn cái kiểu gì. Ngày vui của bạn chỉ có bọn tôi thôi, mới mãi bên nhau được. Thế thì mãi bên nhau bạn nhá. Còn được luôn. Tôi nói thật, riêng anh thế này lần sau tóm lại là kiểu này dứt luôn, xóa số luôn. Wow, chả dứt nữa còn gì nữa nhờ. Ăn xong khoa này anh em mình lên bar chơi mấy tăng nữa sáng về. Ok. Khi em vui có thể không có anh, nhưng khi em hoạn nạn chắc chắn có anh, vì mình là anh em. Anh ơi, em xin lỗi anh ạ.